không dừng giờ gái lớn gái chồng. Ông bà ta nói thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai. Em ơi ngày mai, em ơi ngày mai theo anh về Vinh đi. Hai bàn tay trắng anh sẽ lo lắng cho em hết đời. Vì yêu em nên anh mới lo lắng, vì thương em nên anh hỡ chơi bời. Về bên nhau ta xây nên phúc lâu dài, về bên nhau ta xây tương lai người ơi. Bây giờ miền Tây đi anh, bây giờ miền Tây nha anh, bây giờ miền Tây mai sau anh sẽ sang giàu. Cười về trong đêm tân hôn, kiếm được thằng thú thôi ngon. Gia đình hai đứa ăn mừng chung lớn ta cùng nâng ly. Ơi hò, ơi hò, ngàn ngàn hai ly quên sẽ đưa, sẽ đưa em. Dân chơi xứ biển, em là con gái của cái vùng sông nước, cái trường lưu thủy và đại hải thủy, đường nào con cháu mình cũng có phước. Ơn trên đã tính ra trước một bước thì ngại gì đâu mà anh không rước. Cưới vợ không phải là ván mạt trượt, thằng có ba bích thằng đó đi trước. Anh có mơ đất mấy ngàn hecta, thú vui tao nhã là trồng thảo dừa. Đợi em dưỡng ngang phải gọi là mướt mê lên có một vết xước. Tà áo bà ba trong gió lướt trước, nhiều lúc huyết áp anh muốn suy nhược. Bà con lối sớm họ chỉ biết ước, họ khen thằng này ngó bộ mà được. Ông già anh thích chơi lan đột biến, còn má của em tay trên coi lúc ở không đánh bài tư sắc với mấy bờ trên cô racing boy. Canh chua cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời, nhưng mà lên tháng thì anh không được giấu để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha. Chiều chở em đi mua cà rá ngon ngà cầu hát tích tình tình ta. Ơi hò, ơi hò, ngàn ngàn hai ly quên sẽ đưa, sẽ đưa em về. Thank you.
vui của cháu Mai Lan. Thì cậu Cường với Mở Liên là mai là cho đóng dầu đó. Cho hôm nay là với sự đông đủ của bà con và hàng ở đây, đó là niềm vui rất lớn cho cậu Cường. Không biết nói gì đâu thì thay mặt cho cậu Cường xin gửi lời cảm ơn hết tất cả anh chị em và con nhỏ. Rồi giờ tới cậu Cường, cậu Cường cũng nói là cảm ơn. Cảm ơn.
Đây nhìn lên kìa, ra đây nhìn lên. Dạ đây. Vui ha, rồi chúc con hạnh phúc nha. Ờ, cô Bảy đâu? Đây cô Bảy, cô Bảy. Xích vô, xích vô. Dạ đấy, đi xích qua đây xíu, xích qua giữa bàn thờ xíu. Đúng rồi. Đây, Dương Bảy cầm hoàng cái Dương Bảy đây nhìn lên. À, ủa, Tường đâu? Dạ, đi lấy đồ. Dạ yeah, rồi, dạ. Yeah. Đây. Còn cái này á. Chị hai. Là chị con. Ừ, chị hai chị trễ quá. Rồi giờ tới 8 đại diện tại đâu? Rồi thay thì thay mặt cho bác tặng tặng bác tặng gái. Rồi người phương em. Rồi nhìn lên. Có chị không? Không. Một hả? À rồi đây. Rồi dạ. Nhìn lên. Mời. Mời tới đồ kìa ông Bảy. Dạ. Ờ, có, rồi, vợ chồng không? Rồi, vậy đi. Hai. Dạ. Đấy. Đây. Chúc, chúc cầm quà tặng nha. Dạ. Rồi, đó, đúng rồi. Rồi, xin nhìn lên. Đây. Dạ rồi. 12. Đổ vô. Rồi. Rồi, nhảy cơ vô luôn đi. Rồi. Vô luôn, vô luôn. Đúng rồi. Vô đủ hộ luôn. À, đây, hai. Rồi sẽ test đi. Rồi, qua bên cô Chín nữa. Rồi. Cảm ơn. Rồi, bạn đây, đây, gần vô, gần vô. Gần vô. Đây, đây, đây. Căng, 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 bị cúi mặt. À, nhìn lên, nhìn lên. Thứ ba. Dạ, cầm chung đi tiếng ba. Cầm chung vào đây rồi, để đứng phòng bì lên, để đứng phòng bì lên cho đẹp. Rồi, nhìn lên. Dạ, rồi, hai ba. Dạ rồi. Đổi quá. Rồi, nhìn lên. Hai. Đây, chào. Đấy, để đứng phong bì lên. Đấy, cầm đi cô, cầm đi. Cầm đi. Rồi, nhìn lên. Đấy. Rồi, khép tới giờ bên ngoại. Ngoại là cái lớn hen rồi. Rồi, giờ thiếu là ngoại của Hải Lao. Rồi. Chưa đã bên ngoài. Rồi, hôm ngoài cái có vô. Ờ, xe. Dạ. Cậu ba, mở ba không? Mở ba có ra không? Mở ba có qua không? Ba có ra. Có không? Có mở ba không? Rồi. Rồi, vậy đứng vô. Gần vô. Dạ, đây. Rồi, xin vui. Rồi, để đứng con bì lên. Nhìn lên nè. Hai, ba. Dạ. Xong rồi đó, bây giờ tới đi làm đây. Đi vô chung vậy luôn. Nhìn lên. Dạ, nhìn lên à. Dạ. Rồi, xin nhìn vô đây. Dạ rồi. Rồi, thế bác.
Đúng rồi. Rồi, xin nhìn lên. Đây. Con thì đầu đó là 6 thì đó có cái bãi là con mây á, tay con mây á. Con mây, con mây xuống đi. Đã cho rồi. Rồi vô vô nè vậy đó. Bây giờ nó vô người con xui, chị xui xuống thấy đó. Chị xui. Đứng vô, đứng vô, đứng vô. Đây là mọi người vui. 2, 3. Bạn còn ai không? Không. Rồi đây, nhìn đây. Rồi đây, đây, đây. Nhóm này nhìn đây đi. 2, 3. Rồi. Rồi, cho bé gái đứng xích tới. Rồi, xin... Rồi, xin nhìn lên. Đây. Đây, 2, 3. Rồi, cầm đi, nhìn lên nè. Rồi, đây, cơ gắng nhìn lên chừng. Rồi. Rồi, khoan xíu nha. Em cầm chứng nhận quà tặng lại xíu. Nhưng mà hơi nhìn lên xíu. Tại nãy cuối cái tóc nó che cái mặt. Rồi, đây. Dưới, 2, 3. Rồi. Rồi, xin nhìn đây. Xin vô nè, 2, 3. Khoan, khoan. Anh bị dướng điện thoại anh. 2, 3. Vô đây. Dạ rồi. Đây, nhìn lên, nhìn lên. Đây. Dạ rồi. Không lại cái đi. Ông không lại cái đi. Cho được đó là cảm ơn hết anh chị em cùng với bà con hai họ xuống giờ thì mời xuống dưới giờ chúng ta đi. Trời cao xe duyên cho mình rồi em ơi. Hương hoa
hoa muôn sắc xinh tươi, đám cưới đôi mình linh đình, ông tơ bà nguyệt đã kết duyên. Xuân sang hoa lá đâm bông nở rồi em có biết không, trên kia cánh én tung bay nô đồ vui mùa lượn quanh. Mùa đông lạnh qua rồi nà, tình mình cũng đã đâm sâu rồi, còn chờ chi người ơi ta cưới liền đi. Mình đã yêu nhau từ lâu rồi mà cớ sao em còn ngại ngùng, cầu chầu anh cũng đã mang qua, cầu mong hai bên ta thuận hòa. Và nhờ cô bác gần xa tới chung vui ngày cưới của ta, sang năm cô tế sinh ra ba má ta vui mừng hát ca. Một hai ba yo yo yo, Tết năm nay sao mà vui quá xá, đặc biệt hơn cả là được rước em về nhà, ra mắt ba mẹ rồi cùng ngồi vui ca, miếng nước tí trà thế làm nên tình xuôi giá. Em còn ngày chi nữa không có biết à, đưa tay anh nắm xây đắp một căn nhà, trong đó có đôi mình và bằng tiếng cười trẻ thơ, sống mà không cần nghĩ tới những chuyện vô vơ. Xuân sang hoa lá đâm bông nở rồi em có biết không, trên kia cánh én tung bay nô đồ vui mùa lượn quanh. Mùa đông lạnh qua rồi nà, tình mình cũng đã đâm sâu rồi, còn chờ chi hỡi người ơi ta cưới liền đi. Mình đã yêu nhau từ lâu rồi mà cớ sao em còn ngại ngùng, cầu chầu anh cũng đã mang qua, cầu mong hai bên ta thuận hòa. Và nhờ cô bác gần xa tới chung vui ngày cưới của ta, sang năm cô tí xin ra ba má ta vui mừng thật ca. La 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 la. Hai em ơi có anh đây, nắm tay mình cùng đi, dẫu gian truân dẫu phong ba, có anh mà đâu. Sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đời chờ. Nhìn sang nhà vàng tiếng bao vui, theo kiều hoa có đôi cụ xê. Còn trong đời bạn bè dám tên, bạn ngoài xa đã xa thiệt rồi, đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Nhìn chim trời đầy đó bốn phương, đưa đầu non giữa đêm dược xuôi. Nhờ mấy trời đổi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng, màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan truyền tình đôi mơ.
Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Ngoài xa đã xa thiệt rồi, đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đầy đó bốn phương, đưa đầu non giữa đêm trực xuôi. Nhờ mấy trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên giờ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa. Tình vẫn ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng, màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng dịu dàng quê hương vào đầu xuân chứa chan truyền tình đôi mương. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mương, màu huy hoàng dịu dàng quê hương giao đông xuân chiếu trang chuyện tình đôi thank you.
giá lạnh mịt mờ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn én trong vườn xuân. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng, chồng đợi anh hứa sẽ không hại.
xin phép bên nhà gái giới thiệu ha. Ở đây là bà ngoại của cô dâu, ở đây là bác ba của cô dâu, đây là cô Sáu, đây là cô Tư, ở kia là vợ chồng của bác Tám, của bên cô dâu đó. Thì còn nữa, nhưng mà hồi nữa đi ra nhà hàng là tiếp tục giới thiệu nữa, chứ tại mới có đại diện có nhiều đây à. Em là hôm nay em rất là vui có mặt ngày hôm nay. Trước hết là em kính thưa hai họ, kính thưa anh chị Xui, kính thưa anh Cường, chị Ly. Em là mẹ của chú rể Hoàng Quang Rem Rình. Hôm nay em rất hân hạnh được đại diện ông xã em là Hoàng Đình Bảo. Lời nói đầu tiên em cảm ơn hai họ, anh chị Xui đã đón tiếp gia đình nhỏ nhà trai chúng em rất là trân trọng và chú đáo. Em rất cảm ơn rất nhiều ạ. Cho chào đón tay chúng tôi. Sau đây em xin giới thiệu thành phần tham dự hội nhà trai gồm có anh Trọng, chị Sương là ở Sài Gòn, chú Thiêm Bảy ở Chợ Gạo và cô Sáu ở Chợ Gạo. Còn chú Định và các em thì còn ở đi trễ đi sao. Và cùng tất cả các em, con chú bác đã đến ngày hôm nay. Dạ em cảm ơn rất nhiều ạ. Em ngồi luôn. Bảy nhé, em ngồi. Giờ phần giới thiệu của họ nhà trai và nhà gái đã xong. Thì giờ tới xin phép uống nước trà. Rồi giờ tới phần kế tiếp nữa thì phần trình lễ bên họ nhà trai. Dạ. Dạ. Rồi xin phép mời uống nước trà đi. Dạ. Chị được không? Dạ thôi được anh. Chị em được cái à? Ai uống cái gì? Dạ. Sau đây họ nhà trai xin trình mâm quả theo sự trao đổi của hai gia đình. Thì đồng ý của anh Xuân, bên trai và bên gái, thì sau đây họ nhà trai xin trình quả đến họ nhà trai nhà gái. Họ nhà trai hôm nay gồm có 10 quả, quả trà rượu và trầu cao, và 4 quả mặt bánh và 4 quả trái cây. Rồi phần mâm quả thì họ nhà trai đã trình xong, giờ xin họ nhà gái và tình tiếp cái phần xin lễ là phần dạ. Nữ trang. Dạ. Xin lễ hôm nay thì họ nhà trai đã thương lượng với họ nhà gái, thì họ nhà trai hôm nay đem xin lễ tới Hoàng Quang Brandon, đến xin lễ tới để cưới Quỳnh Hải Lam. Thì hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày 16 tháng 3. Họ nhà trai gồm có một cái kiềng vàng 24 và một cái sợi dây chuyền diamond hộp xoàn vàng vàng ý, và một cái chiếc lắc vàng trắng là vàng ý luôn. Lập cái hộp ra ngoài chị không? Xoay cái hộp ra ngoài cho quay phim chị thấy. Xoay qua đúng rồi. Và một cặp nhẫn hộp xoàn một gara cho cô dâu và chú rể, và một bông tai một gara hộp xoàn. Dạ xin hết ạ. Rồi vỗ tay. Dạ xin hết ạ. Nhà trai rất là cho ạ. Giờ đại diện bên gái xin phép được tiếp nhận những cái phần mâm quà. Dạ. Và phần xin lễ thì hồi nữa thì cô dâu mới tiếp nhận. Dạ. Thank you.
anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gươm mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi tình tú trời cao thành vương miền xa. Khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vui, và lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta. Trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời.
chiều đánh bên nhau lo rừng xanh tổ ấm ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyên ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi bên nhau mùa xuân này xuân ơi xuân mang ngàn hoa rực rỡ về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh tổng mở xin nhận nhưng mà tổng mở tặng lợi cho hai đứa cậu Cường với cậu Liên nó xin nhận cái tiền của bạn này nhưng cậu Cường và cậu Liên đó tặng lợi cho hai con đây phần cậu Liên trao lợi cho cái lời tặng đi Đầu là đầu thương cao, đầu quấn quanh buồn cao. Cao thủy chung dây đầu, cầu đứng bên dương đầu. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau. Cầu lẽ đôi dây đầu, cầu buồn buồn làm sao. Đầu là đầu thương cao, đầu ước mơ làm sao. Cầu ấy cầu thương đầu, cầu ước mơ tình đầu. Lời nguyện thề bên nhau, tình mãi luôn gần nhau. Cao ước mơ ban đầu duyên nồng đừng buồn đau xa cao trầu nhớ dáng cao trầu buồn cầu ơi sao thương quá cao ơi sao mặn mà duyên trầu còn quấn quýt bên nhau trầu xanh bao nhiêu lá tình cao thêm đậm đà cao ơi chung tình cùng trầu xanh bên nhau đừng để duyên lỡ làng muôn đời tình hồn bên nhau mãi trăm năm duyên tình đẹp đầu cao đầu mà trầu xa cao trầu nhớ nhớ làm sao cầu ơi cầu xa trầu cầu lẻ loi buông rầu tình là tình cho nhau tình mãi luôn gần nhau duyên kiếp đôi cầu trầu duyên tình đẹp đầu cao em họ nhà trai xin đại diện đang đọc tên các chị em bên ngoại và bên nội đã tặng quà cho Hải Lam. Đúng rồi. Dạ thì ở bên ngoại thì có gồm có ông bà ngoại, bác ruộng, ông bà mười, dì hai, gia đình dì hai, gia đình cậu Đức, gia đình dì Hạnh, gia đình dì Út, chú Phước và cô Tú, chú Trinh, Vũ, Yến và cô Phượng. Đó là gia đình bên ngoại gửi quà cho tụi con. Sau đây là gia đình bên nội. Bên nội gồm có bác Quý, gia đình bác Quý, gia đình bác Quốc, gia đình cô Hai, gia đình cô Hằng, gia đình cô Bi, gia đình chú Hiếu và chú Khanh. Cả quà gửi tặng cho tụi con thì mẹ đã bỏ trong đây thì gửi tặng cho con đây là tiền của bác Quý gửi cho con. Sau đây thì bên nội ở Chợ Gạo, ông Bảy sẽ đại diện. Có quà tặng cho con ngày hôm nay là tất cả anh chị em nội ngoại gia đình của ông ba gia đình của bà tám gia đình của bà sáu gia đình ông bảy và tất cả anh em anh chị em ở bên ngoại bên nội ở Bến Tre có quà cho con bên gia đình nội chúc hai cháu được thành công rồi hai con nhận phong bì đi hai con cùng nhận sau đây là anh trọng chị sương để có quà đánh giá cho ông bà đứng lại một xíu rồi nhìn lên chị đứng như luôn dạ rồi xin vui dạ hai ba dạ xong hôm nay cũng là ngày vui của chú rể hoàng quang Braden sinh viên cô dâu Quỳnh Hải Lam trong gia đình chị em của chú rể có quà tặng cho chú rể và cô dâu xin mời chị Nhí ạ đây là chị hai của chú rể đây.
Em đứng lại nhìn lên mẹ nhìn, cầm chung quà cái để đứng phong bì lên. Rồi, dần dần. Rồi, đẹp. Hai ba. Rồi, giờ xíu. Rồi. À, kế tiếp là em út của chú rể Thiên Ngọc sẽ có quà đến hai con. Kế đến là Cindy. Cindy là bạn thân thiết của chú rể trong 9 năm liền. Đã bỏ thời gian học làm đến đây để tham dự buổi lễ của hai con, thì sẽ có quà tặng đến Quang Nghĩa và Brandon và Hải Lan. Rồi cầm quà chấm đi. Nhìn lên. Nhìn lên em, rồi, rồi. Xin vui, hai, ba. Dạ xong. Cái đó thì không thể nào quên được là chú Rể Phụ Kevin Trương. Chú Rể Phụ là bạn thân với chú Rể Tránh 11 năm. Chú Rể Phụ này và Cindy là anh em ruột. Sau đây sẽ có món quà tặng tới chú Rể và cô dâu. Xin mời con ạ. Rồi, mẹ đứng vô luôn. Cầm quà chung đi em. Rồi, xin vui. Hai ba. Dạ. Dạ, kế tiếp thì ông xã em là Hoàng Đình Bảo. Không có đến ngày hôm nay được thì ba sẽ có đôi lời với hai con. Mẹ xin đọc những gì bà đã viết cho hai con ngày hôm nay. Hải Lan, con dâu yêu thương của ba mẹ. Rất tiếc ba không thể tham dự trong ngày động đại của hai con. Tuy rằng ba chưa tiếp cận con ngoài đời bao giờ, chỉ trò chuyện con và gia đình trên FaceTime. Ba cảm nhận con là một đứa con hiền và hoạt bát. Kể từ ngày hôm nay, Quang Nghĩa đã trao chứng nhận cho con chính thức là đứa con dâu của ba mẹ. Ba, đầu tiên ba mong muốn lớn nhất của ba mẹ là hai con sống phải biết kính trên nhường dưới, yêu thương nhau, hòa đồng với anh chị em và con xung quanh, yêu thương nhau và chia sẻ những ngọt bùi trong cuộc sống, sướng cùng hưởng, khổ cùng chia, hy sinh và tha thứ cho nhau. Trong cuộc sống không ai là hoàn hảo. Nếu có gì không vui, hãy ngồi xuống nói chuyện, đôi lúc sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Hãy tôn trọng nhau, yêu thương nhau, không làm tổn thương bên nhau. Cuối cùng, ba kính chúc hai con hạnh phúc. Đó là những gì ba đã viết cho con. Sau đây Hải Lam, mẹ có đôi lời với con. Hải Lam, mẹ chào đón con vào đại gia đình họ Hoàng và họ Ngô. Mẹ rất vui, rất hạnh phúc luôn tại hôm nay đại diện ba để nói những lời này. Ba cũng đã chia sẻ rồi, bây giờ tới phiên mẹ. Kể từ ngày hôm nay, con là người đã có chủ. Con sẽ không còn cô đơn nữa. Nhẫn, hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày 16 tháng 3, 2024. Hai con đã trao nhẫn cho nhau rồi, thì mẹ muốn cho hai con hiểu thêm về cái chiếc nhẫn. Đôi nhẫn hai con đã mang thì không phải là đeo để cho đẹp, mà đeo là có ý nghĩa là hai con phải luôn nhẫn nhịn và hòa. Tụi con phải nhẫn nhịn lúc hai con không có vui thì ngồi xuống nói chuyện và bạn nhau, thì tụi con hai sẽ hiểu nhiều hơn. Trong cuộc sống thì lúc nào cũng có những chuyện thì hai con nên ngồi xuống nói ra hết, không có để trong bụng. Nếu có giận không có để qua đêm và không có được ngủ riêng. Thế đó là quá là mong muốn của ba mẹ. Hai cho ba một tay chúc mừng. Cái gì đó là tình mẹ lúc nào cũng
ủng hộ hai con, cũng yêu thương hai con. Thì hai con có chuyện gì không giải quyết được, nói cho ba mẹ biết, ba mẹ sẽ giúp hai con giải quyết tất cả mọi chuyện. Hòa, tụi con học nhẫn, học nhịn và học hòa. Tụi con học hòa với tất cả mọi người, người lớn xung quanh cũng như ba đã nói. Mẹ biết là Hải Lam là đứa một con dâu rất là ngoan hiền, rất là hiếu thảo, rất là nghe lời. Cũng như Quang Nghĩa là một đứa con rất là ngoan hiền và hiếu thảo và nghe lời. Thì mẹ hy vọng là hai con luôn luôn nhớ những gì mẹ dặn. Mẹ không có biết nói gì hơn, thì mẹ chúc hai con lúc nào cũng vui vẻ và chăm làm hạnh phúc. Từ đây mẹ sẽ giao cuộc cưng của mẹ lại cho con. Nhớ. Chắc nhờ camera man nào giúp dùng bộ tấm hình ha. Chúc mừng chụp dùng. Em ăn cái gì ăn rồi. Vâng, những ngày cưới hai con thì cô chú cũng có quà tặng và chúc phúc cho hai con một sống trọn đời hạnh phúc ha. Nè, nhìn lên. Rồi, nhìn lên. Đây, hai ba. Dạ. Xong rồi. Cuối lời thì em cũng có đôi lời với anh chị Xui. Thưa họ nhà gái, thưa anh chị Xui, Như Ly. Thì quan nghĩa từ nay là rể của anh chị. Thì trong thời gian cưới xong thì quan nghĩa ở lại làm rể 4 tháng nữa. Thì có cái gì thì không có hiểu thì xin anh chị dạy cho cháu. Và anh chị cũng là trọng tài xử cho hai cháu giùm em, nhưng mà không có vui lòng. Dạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh xin mời anh Nghĩa có đôi lời gì không? Chị Hồng gửi trao công lễ cho con trai cho anh chị. Từ nay Hải Lam là con dâu của em. Thì em, anh chị đừng lo em. Hai đứa con gái em như thế nào thì Hải Lam cũng vậy, từ nay em sẽ có thêm một đứa con gái nữa. Dâu hiền là con gái và rể thảo là con trai đó. Con trai, một đứa con rể cũng như con nghe thuộc của mình, những thương cũng như con gái. Cảm ơn anh. Hai bà Xui bắt tay nghe đi. Vâng. Đây. Cô bà Xui đứng rồi, đó. Ông Xui đứng xin chưa? Đấy, xin chưa nè. Đây, nhìn lên. Hay. Dạ, đẹp. Rồi, xin được tiếp lời của bên họ nhà trai. Thì hôm nay là tụi nó đã là vợ chồng. Dạ. Thì xin phép cho nó đủ cái xưng hô. Dạ. Bây giờ tới phần rót rượu để tạ ơn luôn. Dạ. Thăm bà cha mẹ hai bên ha. Dạ, rồi. Trời xanh in hồ nước long lanh, nghe lâng lâng trong nắng ấm dịu dàng, vui bên hoa bao cánh bướm rộn ràng. Xuân về tình đôi ta thêm tươi, tô thắm môi hồng em sớm yêu. Em anh nguyện sẽ chung tình, về bên nhau xây mộng đẹp xuyên thắm, sống hạnh phúc muôn đời em với anh. Mừng ngày vui xin nhấp ly rượu đầy, nào cạn ly chung hạnh.
hạnh phúc trong nắng. Anh đưa em trong vũ khúc tình hồng, em say sưa trong khúc hát mặn nồng. Ta về miền yêu thương mênh mông, xây đắp duyên tình hai chúng ta. Trời xanh in hồ nước long lanh, nghe lâng lâng trong nắng ấm dịu dàng vui vẻ. Sau đây chú rể sẽ có đôi lời với hai họ. Thôi giờ chú rể phát biểu nói tiếng Việt Nam làm chưa? Con tên là Brian Hoàng. Con cảm ơn ta Bảo, Mẹ Hồng, Nghĩ, Thiên Ngọc, Cindy, Kevin, Mẹ Tâm. Với cảm ơn bà ngoại của Thái Lam, bà Trường, Mẹ Liên, ông bà, bác, con chú cho làm đám cưới cho anh em với con. Con hứa sẽ thương yêu Thái Lam suốt đời. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Giờ cái phần ngày lễ là tới đây đã xong rồi đó. Dạ. Thôi giờ xin phép đại diện mời hết bà con hai họ vô ra nhà hàng để mình dự buổi tiệc. Sân không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên nhậu sáng đêm rượu năm lít bia 50 lon, đóng phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn vui, lo măng ăn không là tiêu, anh em chi cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày 25. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu, yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đâu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn có anh, thề một câu khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bối ngày ngày 25. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm.
Đèn trăng treo tút trên cao, ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Và tới điểm kèo đòn, dũ đòn sắc diện. Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tút trên cao, ánh sao trưng muôn ngọn nến. Lập lòe đom đóm hoa đăng, dưỡng dâu em đi vào làng. Và thay mặt cho ba bên hai họ, đặc biệt họ nhà gái để chiến thể chương trình, nhà hàng Điện Cư Thiết Mai Thảo cũng như dịch vụ nấu ăn quen thường cho đơn vị đến tới điện quan khách. Kính thưa quý vị, thương nhau cao bổ làm đời nghi, một lần từ xanh thắm tự duyên. Hôm nay chào mừng quý vị quan khách rất mời đến chương trình để chung vui, chúc mừng chào thương nhau, hãy làm chú đệ tranh đô hàng quan. Và hôm nay ngày 16 tháng 3, 2024, nhân ngày 7 tháng 2, âm lịch thường nhất tình cũng là ngày phúc đơn ngôi trăm năm hạnh phúc. Và ngay bên đây không để quý vị lâu quý vị nha, không để quý vị cùng hướng các sự tiền và đón đôi vương đẹp nhất của chúng ta ngày hôm nay, chú đệ hoàng quan cô dâu hãy là tiến về sự có mức đầm mắt của quý vị quan khách. Quý vị vẫn có việc chào đón đôi vương đẹp nhất của chúng ta ngày hôm nay tới đây, chú đệ trên đường hoàng quan cô dâu hãy là. Bây giờ đã định đừng về với anh. Bây giờ ông chăng ông say. Bây giờ em đã có anh là chồng. Và các bạn đã thấy cái đời thương đẹp nhất ta ngày hôm nay. Chú đệ thì đưa hàng quan tôi vô thầy lâm. Hàng kiếm tới tiếng gì? Thiên là trời, địa là đất, sự là châu hoa kết hợp với địa đất. Còn chúng tôi, con người nhắc đến Phật làm cha, làm mẹ, những người đã không sẽ thành những chuyện tình duyên. Và biết có đây thưa quý vị, một cái lớn thân đồng nhiệt chào đón đại diện chủ hương và nhà gái ông Bình Khoa Phương, Bài Đỗ, Hồng Liên. Và kế tiếp là chủ hương họ nhà trai, trân trọng giới thiệu ông Hoàng Bảo, bà Hồng Ngôn. Một cái lớn đồng nhiệt cho đại diện điểm tại ngày hôm nay, bên đại diện họ nhà trai, bên đại diện họ nhà gái quý vị. Kính thưa quý vị, và hiện tại trên thân hôm nay là đại diện điểm tại ngày hôm nay, bên đại diện họ nhà trai, bên đại diện họ nhà gái. Và thay mặt cho các thị trường trên, nhà hàng tiệc cưới Mai Thảo, dịch vụ nấu ăn quan cường cho đại diện đến quý vị quan khách. Lên chào quý đầu cùng chủ quý vị quan khách và xin chào hôm nay.
ngày giờ phút ngày trọng đại cố tình rồi chúc mừng cho cô dâu phải là quý vị đại đô hoàng quan ngày hôm nay. Thì ngay sau đây thưa người quý vị cũng bắt đầu bước với tờ lời phát biểu đại diện họ nhà gái trân trọng giới thiệu bà Đỗ Hồng Liên sẽ có tờ lời phát biểu và quý vị quan sát các bạn chương trình ngày hôm nay cũng như những lời chúc phúc tốt đẹp nhất của quý vị quan sát các bạn chương trình để chúc mừng cho đại đô ngày hôm nay quý vị. Hôm nay là ngày 16 tháng 3, là ngày vui của con em chúng tôi. Con thay mặt gia đình xin gửi đến bên ngoại ông nội, cô các chú các bác các anh các chị các cháu đã dành chút thời gian đến chung cùng gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi thành thật cảm ơn. Và ngay sau đây thưa quý vị cùng với đơn phát biểu đại diện họ nhà trai, kính cập kiến thì và cô Hương Hồng sẽ có đơn để phát biểu để cảm tạ đến quý vị quan khách đã có mặt trình ngày hôm nay. Chúc mừng cho chú đệ trên đường Hà Quang cô dâu hãy làm ngày hôm nay. Kính thưa quan khách, kính thưa hai họ, cảm ơn quan khách đã bỏ thời gian đến đây để chung vui cùng hai gia đình Quỳnh và Hoàng. Lời nói đầu tiên cảm ơn tất cả anh chị xui đã chọn những món ăn rất là đặc sắc để đãi cho chúng ta hôm nay rất là ngon miệng. Chúng ta ăn có ngon mà. Lời nói kế tiếp là cảm ơn với anh chị em ẩm thực chị Liên, chị Thương, hai chị Thúy, chị Xuân và chị hai chị Út cùng tất cả anh em ẩm thực rất là tận tâm trong buổi tiệc hôm nay. Cảm ơn nhà hàng, cảm ơn các em mời em trai Trung Quả và mời em gái Trung Quả. Kính thưa quý vị, nhân dịp ngày vui, giảm phút lễ đưa viên chúc mừng cho chú đệ trên đường Hoàng Quang cũng như là cô dâu hãy làm ngày hôm nay. Và thay mặt gia đình chúng tôi cũng chân thành cảm ơn đại gia đình ông Định đến từ Quảng Ngãi, Thôn Thuận Thành Phi và kế tiếp là bà xã Húc ông Bảy đến từ Mỹ Tho Chợ Gạo. Cảm ơn Trung Hiếu đẹp cẩm và kế tiếp là cảm ơn vị khách đến từ Long Khánh quý vị Vũ Em Yến cũng như là Hùng Thành Tiến dự ý đến từ biển quý vị và kế tiếp là một vị em rất là dễ thương Thiên Ngọc đẹp gái và kế tiếp là Tini Kim Bên Trương cũng là một người bạn rất là thân 11 năm cũng là chú đệ phụ ngày hôm nay quý vị và kế tiếp là cảm ơn những vị khách đến từ Sài Gòn, cảm ơn tiếng hát của Trọng và Trung Sương cậu Hải tiếng lớn công việc vì các bạn chương trình ngày hôm nay quý vị. Kính thưa quý vị và trở lại chương trình tiệc cưới ngày hôm nay thì ngay sau đây xin mời cô dâu Hải Lan chú đệ Trần Đô Hà Quang tiến về đáp ứng với kiến thức các tính cưới kính trọng kính mời và xin mời đôi đưa chúng ta cùng nhau tay trên tay ở cái bánh cưới cùng nhau chia ngọt sẽ vui bánh này sẽ được cắt ra tình dọc nghĩa dẫn trọng đời chị chung và thay mặt cho nhà hàng tiệc cưới của Mỹ Thảo kính chúc cho đôi đương trăm năm hạnh phúc dây cầu vượt lấy thân cao tình chồng dễ dặn bên nhau suốt đời. Và ngay sau đây xin mời chú đệ như cô dâu tiến về phút ly với kiến thức quy đủ cha bạn thân mời. Tiếng anh sẽ với tình em tuyệt vời dù cho sông cả đáng phong tình anh vẫn vậy trộn nên tình em vẫn bị là thân quý cho đời đưa đẹp nhất và ngày hôm nay cô dâu hãy làm chú đệ cho tôi hoàng ba cùng nhau sang chân tay tất cả những điều tình anh và chúc mừng những cái cảnh ứng quý vị rất là nhiều chưa hay bạn trăm năm từ khi bạn bắt đầu bị hôn mê hai bạn bên nhau chắc lòng đầu bạn đâu ơi kính thưa quý vị và quý
đây Hà Đông Yên Lương chú nhảy cô nhau chiêu lên chủ bao hứng kể gì chú hôn họ nhà gái công minh quanh lương ba chim nữ và bao hiếu kể gì họ nhà trai và xin mời đại diện hai bên gia đình chúng ta cùng tiến về phía trước một bước cùng nhau lên đi đủ cùng đi với nhau khắp tình thần gia và cùng thêm gặp lại quý vị nha. Và xin mời quý vị nhà quan khách chúng ta cùng năm đi lên nè và cái đếm 1, 2, 3 thật to thật lớn để cây tiệc chúc mừng cho chú rể đại đường hoàng hoàng cô dâu hãy làm ngày đây quý vị nha. Thân mời quý vị cùng đi lên nè 1, 2 và cho thể thảo mình có tiêu nghiêm các từ tại hùng gian và người theo nhân đá chương quy của gia đình cũng thiết bị quan trọng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và hiện tại trên sân khấu này đã đôi gương đẹp nhất chúng ta ngày hôm nay chứa đầy tài đường hoàng quang của gia đình cô dâu Thủy Lan. Kính thưa quý vị và trước khi uống đồ nhân bôi, quý vị có muốn chứa đầy hôn cô dâu không ạ? Chú để nha. Đi luôn hoàng quan ngày hôm nay tới đây. Chú để sẽ gửi tặng một nụ hôn hai đồng chí cho vị vợ tài sản của mình. Xin mời chú để 3, 2, 1 xin mời. Chị cũng thương nhà những thật lớn cũng như là những người để nhà cũng thủ chú người được quy định của dâu ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn chương trình thì ngay sau đây tôi mời quý vị một vấn kiến thức cũng đủ nhập mời chúc mừng cho người đưa về hôm nay quý vị. Kính thưa quý vị, trăm năm sẽ bóng một ngày cùng đi đẹp nhất ngày hôm nay quý vị. Ngày 18/3/2024 sinh ngày 7/2 ổn định của nhân dân. Ngày lần lần phút và kính chúc cho cô dâu vui vẻ tự nhiên yêu cầu phúc được gia đình thành lượng quý trọng. Một tiếng lớn góp nhiệt cho đôi gương đẹp nhất hiện tại ngày nay quý vị. Chú đệ trên đô hoàng quang cô dâu thành ra. Chị bé ơi em đừng đi đâu mình nên mình đến với nhau đi cuộc tình mình giờ ấm lo tự do ba má anh đã kêu tao mày cua dính ai tiền tao sẽ lo hồi quá tuyệt vời tụi mình là nhất trên đời thành tâm khấn 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 tạ ơn đấng trời đã cho con một cô gái xinh Yeah.
sao mo. Cho về làm dâu chứ đâu cần gì để má giàu to. Ba má anh đã kêu anh mày cưới đi tiền tao sẽ lo. Thôi quá tuyệt vời, tụi mình là nhất trên đời. Ngày đám cưới đó tao xin rước dâu đi về quê, pháo hoa đông đưa người thương. Đâu ai biết đâu duyên tơ hồng lại thầm măng đông. Hai ba dâu đi khắp thế gian này chơi, em muốn đi đâu anh cũng chiều em tới đó. Ôi bàn tay trước giờ chưa nắm mai, em cũng như tình đầu vì giàu anh thương em quá. Thank you.
hồng mình cùng nâng ly em ơi, ai ta về chung ngôi nhà. Thưa má thưa ba con xin trao tình em kết hoa. Kiếp sống sang giàu cùng xây mong tình yêu không đổi thay. Cuộc đời này anh sẽ bên em tình ta bằng mơ vai. Sập sinh ta cho nhau đôi mắt long lanh nụ hôn tràn đầy. Bao năm gian lao giờ đã có dư anh về cưới em. Ruộng đồng có bay ôi là lướt con sông. Ba má anh đây đang nôn co cháu bồng. Bước vô đời em, làm lòng anh thấy cô đơn tan biến dần. Hồ điệp uyên ương mình dần nén hương cầu cao. Vợ chồng cố gắng một mai ta sang giàu. Rượu hồng mình cùng nâng ly em ơi, hai ta về chung ngôi nhà. Thưa má thưa ba con xin trao tình nàng kết hoa. Kiếp sống sang giàu cùng say mong tình yêu không đổi thay. Cuộc đời này anh sẽ bên em tình ta chẳng mơ vã. Không khí rộn ràng kiểu vàng rất giống mà phu như Tết. Bà con lối xóm ăn cưới ai cùng cài bông chúc phúc. Nhé thông tiền còn chưa hết pháo hoa rực rỡ ai cũng chúc cho đôi mình. Sẽ năm mừng đứa bé vuông nữa là song sinh. 1, 2, 3 vô chơi tới bến đi mai tính. Thiên viên tiền định cho sắp đặt cho đôi mình. Ôi ơi 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 ơi, anh đi tìm nước anh đi tìm sông. Anh đây đặt trong ngóng em bao ngày. Ôi ơi 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 ơi, sẽ duyên mình cưới trăm năm ngày trôi thương mình em thôi. Bước vô đời em, làm lòng anh thấy cô đơn tan biến dần à. Hồ điệp uyên ương mình dần nén hương cầu cao. Vợ chồng cố gắng một mai ta sang giàu. Rượu hồng mình cùng nâng ly em ơi, hai ta về chung ngôi nhà. Thưa má thưa ba con xin trao tình nàng kết hoa. Kiếp sống sang giàu cùng xây mong tình yêu không đổi thay. Cuộc đời này anh sẽ bên em tình ta chẳng bao vây. Bao mối tuôn rơi ngọt đắng phơi sương. Giờ mình vui sướng em ơi, say đắp thêm tình yêu. Mai này đây em sẽ gọi anh là chồng mới. Rượu hồng viên kết phu thế trọn đời mình em thôi. Rượu hồng mình cùng nâng ly em ơi, hai ta về chung ngôi nhà. Thưa má thưa ba con xin trao tình nàng kết hoa. Kiếp sống sang giàu cùng say mong tình yêu không đổi thay. Cuộc đời này anh sẽ bên em tình ta chẳng vơ vãi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
theo cơn sóng khơi đến đây cùng nhau sánh đôi tuyệt vời nồng nàn bên nhau trong đêm pháo hoa ta mê say thiết tha thế gian nhạt nhòa gió đưa tình yêu đi phương xa ta hồn nhiên như lá hoa ước mơ cùng phiêu lãng khắp gian hà
một đời ta vui trong trời mây, không lìa xa nhau phút giây, sống trong men đắm say. Tình yêu đến như mơ cho lòng ta biết nhung nhớ, tình yêu đến lấp kín trái tim hững hờ. Mình bên nhau như thơ ngập lòng hạnh phúc vô bờ, coi tình như áng mây lượn lờ. Dù thời gian trôi mau ta dệt mơ ước ngày sau, tình yêu thắm thiết cánh hoa thắm màu. Dù giông tố muôn nơi mây mù giăng khắp chân trời, có tình yêu chúng ta dòng buồm ra khơi.